Alo, 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 à, tiếng kêu nó rõ quá. Tiếng bấm kêu rõ quá, sợ. Hello mọi người, có áo khác mọi người nhé mọi người ơi. Có áo khoác luôn rồi nha mọi người ơi. Mọi người vào trong giỏ hàng có áo khoác luôn rồi nhá. Hello mọi người, hello mọi người. Hello, hello, anh nhân, anh nhân. Được chưa bé? Được rồi ạ. Đây mic đây anh ơi. Hello mọi người. Ồ, không có gì. Rồi ok, bây giờ đây, có link áo rồi nha. Áo khoác ở trên đây có 249k ngoài. Đây mặc lại cái áo khoác cho mọi người xem này. Đây nhá, tôi tiếp tục mặc áo khoác cho mọi người xem nha. Đây, áo khoác đây. Đẹp luôn. Này đã có link áo khoác rồi, 239k được giảm 10k kìa. Ở bên này thì sẽ có hai cái túi. Với mình thì mình đặc biệt thích những cái áo mà nó có túi. Xem một túi như này mình cất điện thoại hay là bóp tiền mà nó rất là. Mình đang dùng ấy mà, sao mic vang hả? Đâu có vang đâu, mình đâu chọn chế độ vang đâu. Tại vì do tiếng kêu. Nếu mà mọi người nghe thấy tiếng kêu đang xé kêu á. Nếu mà mọi người nghe thấy tiếng âm thanh như nào thì cứ feedback lại cho mọi mình nha. Đó, thì đây trên người mình đang là cái áo khoác. Mọi người có thể nhìn thấy đây. Nè. Đẹp chưa? Đây mặc trên người nha mọi người. Đẹp thì cái này thì cái vải của nó ấy, ở ngoài nó là hai lớp mọi người ạ. Một cái lớp ngoài nó sẽ là vải dù. Hai ba lớp đây. Hai lớp mọi người ạ. Và trong sẽ là một lớp lưới nha. Thì cái lớp dù này thì nó sẽ vừa có thể chống nước. Thường thì sẽ là mưa nhỏ nhỏ ấy mọi người. Mọi người đi kiểu mưa phùn. Hoặc là nó sẽ trời hơi lạnh một chút thì mặc những cái vải dù này nó cũng chống lạnh được ok. Mẫu 2 mặc size S45. Mức đè vào cổ là ok. 45kg, M52 là mặc size S nha. Mặc size M cũng được luôn nha. Anh Đức mua đồ xốp thái công cho chị Nga chưa? Chú thái công không bán cho... Không phải, tại chị không thích thôi. Không, tại không có tiền nữa. Đừng hỏi nữa. Nhưng mà chị không thích thật. Trời ơi, ship 60k trời ơi, mắc vậy. Ship 60k mọi người xem có voucher không? Mọi người đợi xem có voucher không? Mọi người dùng nick khác đi. Mã 5, em 1m78, 60kg, đợi chị xíu. Mã 5 3, 4, 5. Mã 5, mặc size... Không cần anh phải thay không? 60kg mà 1m78, mặc size M nha. Nãy anh Đức vừa mặc size M, rất đẹp. Size M là vừa rồi, đừng tham lam, đừng tham lam size L. Hồi nãy em thấy anh mặc size M, hồi nãy mặc size M thấy size M ok đúng không? Khá ok mọi người ạ. Đúng rồi, thế size M mặc rất ok luôn. Mấy đứa kia phải có một đứa nào mặc áo size M ở ngoài kia đi. Chứ khách ra mua mà không ướm được thử ấy. Size M được rồi nha bé. Anh mua đồ của hạng sách là gì? Mô Phật từ chị ship qua học môn ship 42k. Mô Phật ship môn... Có vẻ ship khá là mắc nhỉ mọi người. Mọi người có thể chạy qua quận 7 mọi người chạy qua quận 7 mua không? Hoặc là mọi người muốn ship rẻ hơn thì mọi người nhắn tin qua cái này nè. Ờ đúng rồi, mọi người chụp màn hình sản phẩm nhắn qua đây nè. Đúng rồi, chính xác. Hồi nãy TikTok chặn tôi một lần rồi, tôi phải tắt like rồi mọi người ơi. Mọi người có muốn mình mặc mẫu gì không nè? Không à, để em check xíu rồi em chốt là ok em nha. Ok anh, cảm ơn em nha. Mọi người có muốn chúng mình đây làm mấy bộ nail đón Tết mọi người ơi. Làm mấy bộ nail đón Tết. Chị nào chồng bỏ chồng chê, chồng không mê nữa đeo mèo. Đeo mèo là cái gì? Anh líu lưỡi. Nè mọi người, bộ này 370.000 mà sale còn 300.000 này. Ê thật sự ấy, quen Luna mình mới biết là làm nail nó mắc vậy á mọi người.
mắc lắm. Nếu mà mọi người ai mà ship từ 40.000 trở đi á, thấy mọi người ship mắc quá thì mọi người làm theo hướng dẫn nha. Nhưng mà thấy ship mắc quá thì mọi người làm theo hướng dẫn. Còn ai mà đang có mã phi ship thì mọi người chốt luôn nha, không phải suy nghĩ, tại vì chốt trên đây thì giá sẽ rẻ hơn. Còn chốt tùy tình nơi nó sẽ có giá chênh lệch khác nhau nha mọi người ơi. Mua offline nó khác, mua online nó khác. Mua online của nền tảng này nó khác, mua online của nền tảng khác nó cũng khác luôn. Em tên Trung Anh, cái áo bên này mặc đẹp lắm nha. Cảm ơn Trung Anh nha. Bác chị này xinh thế, tại em này có tạo kiểu ấy, bình thường thì chị không có tạo kiểu. Em tìm gì đấy? Anh tìm cái áo size M để anh mặc ra để cho bọn nó kia, người ta thấy người ta còn thấy. Size M là sao? Ý là mấy đứa kia ở ngoài kia nó bán áo này mà nó không mặc ấy, nên là nhiều khi khách nhìn thấy size M người ta sợ bé, người ta sẽ không có. Không, còn anh đâu có mặc cái này đâu, cái này bị bé thật. Ở ngoài nó có toàn size L, size L nhiều lắm. Size M, mấy đứa bảo size M. Ê à, thôi kệ, kệ. Cái gì? Không có cái. Hiện tại chị đang live ở quận 7 mọi người ơi. Mã số 7, 60kg, 35m60, 1m60, 35 cân. Một size bé nhất nha, em lấy size bé nhất là chị nhá. Đúng rồi, em gầy quá. 300k nha mọi người ơi. Em gầy quá. Đồng giá mà. Đấy là cái nào trên 300 á? À, trên 300 thì giá 300. Trên 300 là trên 300, ở đây trên 300 thì sẽ là đồng giá 300, nhưng mà đa số là đồng giá 300. Dạ, có giá thấp hơn không? Có giá thấp hơn. Có giá thấp hơn luôn. 200 cũng có luôn. Mét 5 mà 45kg, mặc size S size M nha. Lại ra xem lần nữa. Nhưng mà mua neo bóc thì mọi người chụp màn hình rồi nhắn tin qua chỗ này nha. Qua cái này tí xíu, chứ không có chạy. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ chị. Đây, tôi ghi mình rồi. Neo bóc thì phải qua đây nha. Anh em mình dân bán áo. Mét 55kg mặc size S, size M cũng được nha. Nhưng mà không sợ thích quá thì mặc size M nha. Cái này là đồng giá. Cái này 200 á. Cái này là đồng giá 200 hả? Ờ, à, ai mua neo bóc đồng giá 200. Xếp 200, 500, xếp 200 chung một chỗ cho chị nha. Ờ, ok, còn trên sào. Trên sào 150, ờ, ok. Trên sào bây giờ bán 99.000. Ồ. Bán được mấy chiếc rồi? Neo bóc rẻ quá này mọi người ơi. Mọi người ai muốn có nhu cầu mua neo bóc thì bán nhiều cũng được, mẹ miễn ra được 20.000. Thế nữa à? May vậy. Ai mua neo bóc thì súng xính comment. Nó có mấy ngày, mấy buổi này? Hay chỉ năm nữa mặc được luôn, được luôn em ơi. Trừ cái mã baby tee ra, năm nữa đều mặc được hết nha. Mai Phương ơi, em comment lại cho chị với, chị ghi mình cho mọi người. Mã 1m6 70kg. Mã 1m6 70kg. Tiêu ơi, mặc vừa nha mấy ơi. Ai mua neo bóc thì comment neo bóc nha. Để tôi lên neo bóc cho mọi người nha. Ai mua neo bóc thì comment neo bóc nha. Hello. Nó trốn rồi. Con này nó bỏ shop rồi. Mệt. Đói. Đói nhở? Chị Duyên đâu không biết, đang tìm. Ủa là không ai coi neo bóc rồi, nãy sao mọi người hỏi, giờ cái tôi hỏi giá cho mọi người, cái giờ mọi người, giờ cái mọi người không có ấy nữa. Chắc là mọi người đang chạy qua quận 7 để mua luôn đấy. Đang tích cực đi. Hai áo bao nhiêu vậy, tùy tài khoản của mọi người á. Nhưng mà nếu mà mọi người mà chụp màn hình mà gửi vào cái tôi đang ghim á thì hai áo được free ship. Có hai hình thức mua bán cho mọi người tha hồ lựa chọn. Áo chị mang 45kg, cao 1m56, mặc size S nha. Size S nha. Size S nha bé ơi.
Thôi thì cầm đi, hát lỡ đỡ con. Trời ơi. Mã 7 1m6 70kg, hồi nãy chị trả lời rồi. Mà ta út tiêu. Mã 7 hả? Mã 7 1m7 1m6 đâu? Từ từ. Mã 1m6 70kg mặc size size L M đi, M vẫn được nha. Mà vẫn được nha út tiêu ơi. Tôi đứng mà tôi đau chân luôn mọi người, tôi đứng mà tôi bị đau chân luôn. Bữa làng nước ơi, ai coi nail không thì nói tôi lên nail này, nail đồng giá 200 cũng có, đồng giá 300 cũng có, mà đồng giá 99k cũng có luôn. Hết rồi, đợi một chiếu rồi nhá, chị ăn nhá. Anh cho miếng này vào mà nó là miếng hớp. Trời ơi, khổ thân. Ủa mọi người có nghe tôi nói gì không nhở? Tôi nghi ngờ là mọi người nghe tôi nói gì hết, tại mọi người không rep gì tôi hết. Tại vì chị like mấy tiếng đồng hồ rồi đó em, nên là chị cũng hết năng lượng rồi. Đó là sự thật. Anh đây. Có chị à, vẫn có à, vẫn có. Vậy là do mọi người không có thích thôi, không thích mua thôi. Không ai thích mua nail box hết hả? Thôi bây giờ chưa ai mua hàng thì bọn mình tâm sự. Từ đợi em xem thôi. Nail, mọi người muốn nail coi nail đồng giá 99 hay là 150? À lộn, 99 nè, hoặc là 200 hoặc là 300. Mọi người muốn coi mức nào? 99 đúng không? Ok, bây giờ ai mà muốn mua thì mà mua sẽ mua mã nào á, lộn, coi mẫu nào á thì tôi sẽ dơ vào màn hình, mọi người chụp màn hình xong rồi gửi vào cái tài khoản này nha. Và bên đó sẽ có người chốt nha. Ủa, có bé nào comment lại cách thức chốt đơn nail 99k không phải cái này anh ơi. Anh gom hết trên đúng rồi, anh gom hết trên cho em bé quá. Hết đó. Từ từ để em đợi cái cách thức đây. Ghi luôn cách thức cho giúp chị với Mai Phương ơi, kiểu như là chụp màn hình rồi nhắn tin qua giùm chị. Anh chị cảm ơn nhé. Anh chị cảm ơn nhé Mai Phương ơi. Em cứ từng báo đi em. Ok ok. À, nhớ là mọi người nhắn tin bằng một cái dòng văn bản trước. Sau đó rồi mọi người hãy gửi cái hình nha, nếu không thì bên đó nó đang bị khó khăn đó. Là bộ nail chơi tép rồi. Đây, cách thức chúng mình này. Ok, ghi bình luận này. Cảm ơn Mai Phương nha. Đây mọi người ơi, giờ tôi sẽ lên mã từ từ cho mọi người nha. Thôi thôi, nhưng mà ghi này được khoảng 5-7 giây. Đúng rồi, xong lát nữa lại copy dùng chị nha Mai Phương ơi. Chừng nào nó nhả ra cái em copy em máy lại dùng chị. 99k nha. 99k, mã mùng xong nha. 20 giây là đổi nha. Ok. 40 là đổi nha, đổi. Rồi, đổi. 99k. Ai chỉ có một mẫu duy nhất nha, nên là mọi người chụp màn hình gửi y chang nha, chỉ có một mẫu duy nhất thôi nha. Tiếp này, chỉ có một mẫu duy nhất nên mọi người tranh thủ chụp lại nha. Nó còn nhiều mẫu đằng sau nữa, nhưng tại vì chỉ có một mẫu duy nhất nên mọi người tranh thủ chụp màn hình đi, rồi có gì mình ra ngoài mình tự xem coi là tất cả các mẫu đó thì mẫu nào ok rồi mình lựa. Nhưng mà tại vì chỉ có một mẫu duy nhất thôi á. Ủa mẫu này em cho coi chưa? Chưa. Chỉ có một mẫu duy nhất thôi nha. 99k nhưng chỉ có một mẫu duy nhất thôi nha. Chỉ có 99k nha mọi người ơi. Ở trên này là 99k thôi. Ôi cái này đừng có bỏ lộn với cái 300 anh. Ôi cẩn thận anh ơi.
Cái bên nó bên này khác nhau mà. Cái này là bao nhiêu? Cái này là 200k, cái này là 300. Bán đồng giá. Chỉ đó. Dạ. Rồi em đưa rồi, em đưa rồi, em đưa cả ba đấy luôn mà. Đưa hết rồi. Đúng rồi ạ. Bộ này làm từ tiệm nail luôn đấy, bọn em mở tiệm đấy. Ship cao quá, ship cao quá thì mọi người làm y chang hướng dẫn nãy giờ chị làm á mọi người. Anh ơi. Có đồ nam luôn á, có đồ nam luôn nha, mình chỉ đồ nữ uống đâu. Này 99 nha, vẫn là mẫu 99k nha mọi người. Mọi người muốn coi mẫu 200 hay là 300 nữa thì mọi người nói tôi để tôi lên mẫu cho mọi người coi nha. Vẫn là 99 nha. Vẫn là 99 nha. Anh ơi có màu đen không? Màu tối không? Đây màu đen đây. Rồi đây, được rồi anh ơi, để em lên mẫu 200. Trời mẫu 200 là bao đẹp luôn. Trời đúng là tiền nào của nấy. Này giá 200 nha mọi người ơi. 200 anh để đây. Giá 200 nha. Giá 200 nha. Giá 200 nha mọi người ơi. Hai trăm nha. Có giá 300 cũng có, đợi tôi xíu tôi đăng hết giá 200 nữa. Mọi người chụp lại rồi mọi người tham khảo đi, mọi người chụp lại đi. Bây giờ mọi người chụp hết lại đi, xong rồi mọi người vào thư viện mọi người xem lại từng lấy mẫu. Mọi người xem cho nó thoải mái, mọi người muốn chốt mẫu nào thì mọi người đăng mẫu đó. Mọi người gửi mẫu đó để chốt nha. Có tặng keo dán đầy đủ hết nha mọi người ơi. Có hướng dẫn ở đằng sau luôn nè. Đó là bây giờ đồ kia làm sao mà có cái gì hay gì không ta? Anh yêu chị hỏi thì mẫu này giảm chắc không? Có chắc. Cái mẫu phẩm này giảm chắc không? Dạ tụi em có keo dán chắc hoặc là keo dán một lần cái gì? Vẫn là 200 nha. Cho em mấy mẫu 300 đi. Bọn em đang để độc giả đấy. Bên này là chỉ số bên này 200 hoặc 300. Đây, cái này là mẫu 300 nha. Mẫu này mẫu 99 anh ơi. Mẫu này 99 mà. Ôi hả? Ôi xinh quá. Xinh điên luôn ý. Xinh chết được. Đúng rồi, càng mắc lên nó càng đẹp. Trời ơi, càng mắc lên càng đẹp. 300 nha. Chụp màn hình đi trời. Bây giờ tranh thủ là mình chụp màn hình đi. Xong rồi mình chốt được cái gì thì mình nhắn luôn. Chốt mẫu nào thì mình nhắn luôn một lần. Tranh thủ chụp để còn lựa lại ấy. Chứ không mất công lại bị vội ấy. Nè giá ở trên đây là 350, 400 mấy không à, mà đồng giá là 300 luôn rồi đó. Đẹp xỉu này 390 ngàn mà bán có 300 rồi đó. Trời ơi đẹp điên.
có tặng keo đầy đủ nha. Trời ơi, ai thích cái bộ màu hồng, xuất sắc. Ui đẹp quá, quá đẹp, chết rồi chồng đi sự, quá đẹp luôn. Trên này là 99k, dưới này là 200, và đây thì là 300. Đây là đồng giá rồi ấy chị. Mai hôm nay buổi cuối rồi ạ. Mọi người ơi, mình sắp tắt like rồi nên là còn tư vấn áo gì nữa thì mọi người hỏi nốt luôn nhé, để mình tắt like nhé. Mọi người còn muốn mua áo gì nữa thì mọi người hỏi nốt để mình tư vấn, để mình tắt like nhé. Tại vì nó cũng trễ rồi ấy, mình cũng đau họng rồi. Dạ. Em bé lên cho mẹ nha. Chị không bán. Muốn em lấy mấy mẫu rồi. Nãy giờ comment quá trời em đây ạ, à. Nãy giờ em không thấy comment của mọi người ấy. Nãy giờ em mãi đưa mẫu ấy mọi người ơi. Mọi người ơi, tranh thủ chốt áo nốt nha mọi người. Ly của Katina. Katina. Anh Đức đang tư vấn nail rồi. Đúng rồi, mình tìm cái cô vừa nãy bế ra thêm cho chị. À, làm sao để mua nail box, chị chụp màn hình sau đó thì chị nhắn tin vào cái này này giùm em ấy. Đây để em ghim comment nó lên cho chị nhá. Đây em ghim comment cái cách thức để mua nhé chị ơi. Làm sao để mua nail box, chị chụp màn hình lại sau đó chị nhắn qua cái này giùm em là sẽ có người chốt đơn, hướng dẫn cho chị chốt đơn nhá chị Phương Thảo ơi. Chứ tại vì ở trên đây không có gắn nail box được. Cảm ơn em. Đức đang xếp nail box rồi mọi người ạ. Dạ. Chị Thảo ơi, chị có muốn xem lại mẫu nào không, hay chị chọn được mẫu rồi chị Phương Thảo nhờ? Nếu mà chị chọn được rồi thì chị chọn được rồi thì chị nhắn tin qua đó giúp em nhá. Chị chọn được rồi thì chị nhắn tin qua đó giúp em với nha. Không, ở đây không phải sảnh chung cư mọi người, ở đây là một tòa nhà. Tụi mình đang gom đồ rồi, chuẩn bị đóng rồi mọi người, chuẩn bị tắt like rồi. Nên là ai muốn mua thì tranh thủ nhá. Tranh thủ nhá mọi người ơi, sắp gãy lưng rồi. Nó cứ bị vậy đó, tại vì mình có để ở ngay đây này nên là nó cảnh cáo mình đó. Mình ghim comment như vậy nên nó cảnh cáo mình này. Sắp tắt like nhá mọi người ơi, tranh thủ nhá. Ai xem qua nail box nữa không ạ? Giờ ai cần tư vấn gì thêm nữa không ạ? Ui, đổ ly trà sữa à? Ừ. Ủa? Không, ly trà sữa ở trong này rồi. À, ai làm đổ ly trà trong rồi hay sao ấy? Ừ, đúng rồi. Nó chảy ra ngoài. Thôi đây. Áo đẹp mà. Chốt lẹ luôn, mình tắt like nhé mọi người ơi. Ai còn đang phân vân gì thì mình cần tư vấn này, còn phân vân hay còn vấn đề gì thì mọi người comment nốt nha. Anh ơi, cái mic của anh đâu? Ok. Ồ, chị bị cận đấy. Ai cần tư vấn gì hay phân vân gì chốt đơn lẹ mình tắt like mọi người ơi. Thank you.
Ai còn đang chốt không? Ai còn đang chốt không? Ai còn đang chốt không? Còn tôi ráng nốt nè. Không, cái tắt like về giá nè, về giá cao nè. Đấy, tôi thấy có người đang thêm vào giỏ hàng nên là mình mua nốt nè mọi người ơi, nốt lẻ lẻ nè mọi người ơi. Hả? Em cũng chóng mặt. Lẻ lẻ nha mọi người ơi, lẻ lẻ nha, tắt like nha mọi người ơi. Thôi tôi tắt like nha mọi người, bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người vì đã xem live. Bye bye. Hẹn mọi người vào cái livestream sau nha.